nguyên cái nút đấy nè. Đơ rồi. Bạn đăng. Mười chín hai mốt bắt được nhau gì? Đây này. Ok. Sự đàn đi vào đây khóc quá. Là khóc. Sập mẹ gầm. Có cái đoạn mà xuống dốc 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 để sập gầm. Buồn. Cây. Trời ơi, anh chưa đầy 5 phút thôi. Rồi tối làm hai trái mì ai biết thì được. Em ngồi kia lên. Sáng em ngồi lên. Sáng 6 rưỡi mình dậy. Thái chân là mình chết. Đóng cửa xe vào. Hai bên cạnh này có bát đâu. Bây giờ mình muốn đẹp ấy. Đinh nhỉ? Em nhìn thấy chỗ này có khúc sắt này. Em kéo ra. Hiểu anh ơi. Ngày mai em mới nói. Chủ yếu là cho chú tập với để sau chú tự dựng lều cho anh em. Đấy ở bên kia, đéo đâu ra, hai đầu bên kia. Cái gì? Còn đây là thừa một thanh nhôm rồi này. Bây giờ em cuốn cái đấy nhé. Em cuốn từng vòng một. Em nhìn bên trên đấy. Em sẽ thấy một cái chốt. Ông biết, ông cứ giống nghề đấy. Tôi khổ lắm cơ. Không, ngay hay mà. Ấy, học đi. Lúc em cũng vừa chất đồ lên không? Thôi, nhìn con người. Thôi, không chả sao. Đúng là không sao mà. Thôi, ăn đi Nam ơi, quay gì. Bỏ bát bún nữa ra đây cho mọi người gắp này. Cá hồn mà hồn nhỏ là cái một cá sao. À, hai con này khác nhau ạ, không phải ạ. Cái con màu vàng vàng hả? Cái thịt nó hơi vàng vàng. Đi đưa anh chỉ, còn sau em lách sang bên kia. Toàn được 101 không? 100 em vả, toàn 102 em phóng. Điên cuồng rồi. Còn hôm nay còn đấy rồi, còn kiểu đường hai len không? Đen ngược lên xuôi ấy. Bỏ bé rồi, một cần nhất rồi. Thế xì chùm đấy. Một cần nữa, đang mắc, chúng ta em dỡ lên. Tí nó đội cho mà xem. Cá ngon. Mũ là chắc hôm đến chuyển nhà anh to cái đầu kiểu cái máy mà gác đi máy không bữa nay mày có máy không và cái máy phát điện này kêu không to thì thu nhập có dây xanh nữa là đỡ đầu khô rồi nướng quá nó khô nhiều từ phải nó làm ngon thật chứ bây giờ để vào đâu rồi đây cái đĩa kìa rồi cắt rồi chuột sẵn này nè tương ớt nè không phải nhưng mà mấy con chú ăn không rồi có đây gà cho ăn chân gà rút nó bảo là chân gà rút xương mà chân gà ra bon để trong cái hộp găng tay đúng không ăn ăn hộp găng tay hình như là để trong đi học cái này
Có gì không? Tha hồ ấm. Có rìu mà giật đâu mất tiêu rồi. Hồi chiều chú để đây dễ thấy mà. Tiêu màu đỏ. Thế à, sao tôi nhìn thấy. Cái này. Hả? Sinh viên Việt Nam sang Úc làm lâm tặc chán vãi. Một thằng cứ âm thầm ngồi bóc trứng, một thằng you know. Một thằng tạo dáng nhìn rất đĩ. Thế anh quay à? Trời ơi. Anh quay là mình tạo dáng. Mẹ đéo không chứ. Thank you.
Còn ai, còn hộp mồi ở ngoài có ai nhìn thấy chỗ nào không nhỉ? Hộp mồi á? Hộp run mình mua ấy. Mình đốt hết vào đây. Nhớ là phải đóng hết cửa, cứ khóa trong cho chết. Cuối cùng là cái này không sao, nó ở trong vùng sợ. Bên này làm sao mà ngồi được 4 chỗ? Ba thôi. Ba. Cái đầu bên này này anh này. Cho đậm đà đó. Xoan hiu có khi còn đông hơn. Ở đây đây này quên thì xa lắm, tại vì hồi chiều đó hồi tối mình á đi đây này quên á là mình đang mang sao vậy? Thì cũng có chỗ câu nhưng mà sợ chú lại sợ cái này cái tao. Hả? Thì cái dáng của mày em muốn chụp cho cái này. Nhưng mà nó lại không đốt lửa. Đến nhưng cũng không dám ấy đúng không? Có khi chết đói về phải tính là trồng cái gì để ăn đã. Thế đã rồi cái đấy nghiên cứu sau. Lúc thì cũng còn trà, nước trà đúng không? 1600, 1700. Trong 1700 nó rồi ấy, thành. Nhiều đường nó xấu hơn nhiều. Đường như bên này này. À. Anh cứ thế anh đi thôi. Nếu sợ thì đường như bên này ngon chết mẹ luôn. Không, nó đất như này này, nhưng mà nó kiểu nó bé tí trong này. Bên dưới này là vực này. Bên này là núi này. Mình cứ thế mình đi thôi, mình bảo đi chắc là vào cái này chứ kiểu thông bên kia đi mãi. Không. Theo rồi đi thì mẹ mà thôi. Thank you.
để một cái lều ở đây này. Lửa mình đốt đốt ở góc bên ngoài, xe mình trắng dọc đây là ok. Tới một con yến nó mới về. Đúng rồi. Rồi, tới luôn. Yeah, tới luôn. Rồi, cúp cái lầu qua. Rồi, rồi, ra lại cúp. Rồi, lùi lại tí. Rồi, được rồi. Mình cúp cái xe... Đây, 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 tráng bên này này. Chuyện ra thẳng, chuyện bên này mình đâu có sử dụng gì đâu. Hoặc làm bên kia được, thế nào cả. Mang về nha, để ở ngoài sân thì chắc chắc là hỏi đang ăn mới ập cái. Cứ để nghiêng sang bớt bên kia. Cho dầu ra. Ôi ông làm gì kinh quá. Cái gì? Sợ nó đổ á. Không. Thì như là để nghiêng nó chảy dầu. Nếu mà mày không để nghiêng làm sao nó chảy ra được. Nhưng mà cái kia nó chảy kiểu đéo gì ấy. Cái kia nó được. Mày nữa được. Ngọt thế. Chưa? Đấy luôn này này nhá. Ruộm kia. Phát từ từ phải. Xả thơm á. Cái đây. Chắc mọi người cũng chụp nhiều thế nhỉ. Đây cũng phải chụp. Lâm. Giờ đỡ mấy đứa trên như coi YouTube nó điện thoại cũng tới tấp rồi sao. Sọp điện thoại cho cháu rồi ạ. Bởi vì là ngày đặc biệt của cháu. Bụi đời phết nhỉ. Mỗi ngày mới đã ăn. Bê đặc. Chốt nhà luôn. À, làm cái lồng cái xuống chưa nhỉ? Hai cái xuống. À, hai cái thì tối đủ ký rồi. Làm tép. Làm về làm quả bộ phim hay. Chú Phú gọi lên, các em gọi tới tấp. Nó là đốt nhà đó. Phơi nắng chính. Nhìn gốc cơ, trời phát đến Melbourne luôn. Hả? Tháo hai lớp cho cua rồi. Phào à? Thằng đó là Úc gốc á, mà nó trở đạo Hồi giáo. Trở đạo cơ? Ừ. Úc gốc mà. Hay là mở luôn cái lều này lên cho nó mát nhỉ? Sợ nó hấp hơi. Sao quêu? Đêm nay và ngày mai băng đi sao quêu có mưa? Có ai bỗng quên sao không? Để luôn đấy. Đây này có mưa ở trên đó. Nó khoảng 3 cân thôi mà mang cân đến nhà anh như câu. Hôm trước mình đi mình nhìn thấy nó có một cái chỗ nuôi con cá chẻm béo ấy. Nó tròn xoe. Nếu mà múc được nước ở đây về thì chuẩn. Nó phải có bộ lọc. Đây chứ ai cây đấy. Nhưng mà mày đầu sao để mà dân
nếu không thì mày đậu làm thế nào để sau này mày thấy mấy tay nó chơi chuyện bằng miệng con này nó chung rồi, ăn cơm có làm gặp cái mắm tép này không? Anh bảo mấy đứa mà ra em đắt quá hả? Mắm tép này thực ra phần trăm mắm thì có đúng không ít lắm mấy chục thôi đa số là thịt này. Em chưa ăn mắm tép em biết yeah. Con chó nhà thôi đi huấn luyện mà đã mất 5.000 trong vòng hơn tháng nhưng mà về nhà nó lại bị dập nước mỗi những người sợ thật chống cái đuôi vào gấu vãi thật á mất đến đây quên là bá đã 300 mấy rồi cái đường mà lúc của chú vào City ấy đã bảo nhìn quen. Đến mùi không bỏ đâu rồi. Không lên được rồi em. Hả? Không lên được rồi. Móc xuống dưới. Khá kinh rồi. Cầm cho anh cái hộp kia đi. Đứt mẻ lưỡi. Bác vào đấy câu luôn. Chắc chắc rồi bác đi chặn ăn nó đi qua nhìn thấy con cám. Đang ngủ dậy à? Lấy cá em một cơm với hộp đi cho anh không? Dạ. Hôm nay. Bé bé cá chắc. Làm gì? Nó mang vào nấu canh chua rồi. Đã nấu chưa? Nấu hết rồi. Kia còn con cá chép. Con cá mú gần 4 cân, con cá chép phải 3 cân rưỡi. Kéo cái cần cá hành của chú mà nó lên cũng nhít. Cốt này thì nó phải tùy xay từ buổi sáng đó. Nó bỏ trong rồi. Tại con để nó nằm nghiêng vậy cái cột trong cái bao mũ á. Nó muối nó nuôi được không nhỉ? Nuôi là tâm an con này rồi con này. Nuôi sợ nước mà. Không nước mình để nó bọc hết rồi cái lượng thủy vận nó lượng cách luôn. Cái này nó cũng khả năng tuột thật đấy chứ. Ừ, con này được đấy. Wow. Ông sờ cẩn thận luôn nó mẹ. Mình bảo sao là xích kỹ. Giống thì được thắng ạ. Lại á? Quay nhanh nha. Lại mắc à? Hùng hục. Còn hả? Còn đấy. Còn. Ôi. Nhắc 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 nhắc. Rồi, good boy. Thành tích lớn nhất đó. To luôn à? Sang ơi. Dạ. Có anh này phải. Đấy, đợi tí. Tháo được không? Được. Nhìn chẻm này đây gì? Không, đây chẻm này này. À ừ, chẻm này biết rồi. Chẻm đeo bét đấy. Hả? Mở anh cái cửa là anh lấy cái túi đi. Tí nó giật bay cả chạm cái này. Xem sao. Xem à? Lại bơi ngược, xem đèn. Tắt cái mũi liền. Đâu có mũi. Mẹ chứ. Cái bé thả mẹ đi, cho mẹ tối mùi. Tối mùi vãi lìn, cái đèn này. Còn xem à? Ừ.
thấy nó vít kiểu đó tưởng là cá tép muốn. Cá mẹ nó vẫn còn đang nhán nốt con giun kìa. Phí của ông ăn mồi. Chép à. Sao vào đây con long nó đưa nó cắt hành vào đây nữa chuẩn. Còn hành không? Không, đã mổ đâu mà cho hành vào đâu anh? Thôi để cho nó đỡ mùi thôi. Có muối nữa thì hết lấy rồi à? Con đấy. Ai làm mấy con tép vậy? Thằng Nam. Đã chảy. Đó. Quá ngon luôn. Còn một thùng nó mua mổ đâu. Mua là thêm 2 thùng bia nữa. Thôi cho lên cho hành vào không nhỉ? Chỗ này là đi ăn là ngon rồi. Yeah. Rồi ra đi, rồi để cho vào đi. Rồi. Cứ thả nhẹ thôi, đừng ném, rách mất. Cho cái gỗ vào á? Ờ, để này không được rồi, phải vùi xuống dưới. Cho, bây giờ mình cho củi lên trên nữa. Ờ, thế cũng được. Đến đây củi nữa nhỉ? Dòng nước là của đi sau quay của nó quản lý. Cái bờ bên kia là của Victoria. Thế thôi, trồng ranh giới luôn. Nhưng mà ví dụ mà đứng bên cầu của con Vic mà câu thì là phải mua license của New South Wales. Mình sao mình sử dụng cái nước đó là mình phải mua license của New South Wales. Chứ mình cái là cái nước á nó quản lý bằng cái New South Wales đó quản lý cái nước đó. Chứ mình đứng bên cầu bên kia thì vẫn phải mua license bên này. Bên này bán mà. Bán nhưng mà cái nước tiền đó là New South Wales hết. Bán đó là nhưng mà cái tiền đó nó về New South Wales. Không cao, tại phần New South Wales rẻ hơn. Rẻ hơn lên. Cái ba lô này của ai? Ba lô này của chó. Ok. Đó là ngầm là trước sang sai một station. Vâng. Nhà rất đông. Richmond này. Richmond. Vâng. Khi bọn này nuôi xong rồi nó Nó hết chứ giống đấy, à. Rồi nó bán nó làm thịt hoặc là nó giết kiểu gì đó. Tức là nếu mà đúng ra là tự nhiên là phải tốn tiền. Đúng rồi. Khi đó chỉ tự động nó phát là tự động thả vào rừng. Thấy như nó có cái chữ là Welcome Victoria State Line á. Vẫn giữ lại cái heritage để được thấy chỗ này là ra bên này là Victoria thấy chữ Victoria bên kia thì là Welcome to Victoria. Nó còn chắc hơn cả mấy thằng Saudi Arab đấy, mà mỏ quặng của nó thì thôi quặng đất mà làm đất hiếm này. Cây em tí sang em vứt cho lương bộ đàm cầm về luôn. Nóng phát về luôn. Đây đi nào về được gần nhỉ?
về đâu? Xuyên Việt.